Ở Việt Nam thì mình thấy có nhiều gia đình là bé khoảng 6 đến 7 tháng tuổi là đã bắt đầu bỏ bỉm và tập xích tè cho bé rồi. Xích tè cho bé thì thực ra là chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh tính hiệu quả hay là tác hại của nó đến cơ thể của bé. Tuy nhiên thì nó gây ra rất nhiều tranh cãi ở cộng đồng các mẹ bỉm sữa, rồi cả những bác sĩ với nhau, và kể cả ở những nước phát triển thì cũng có những mẹ xích tè cho bé và ở đó cũng có một sự tranh cãi không hồi kết. Thì mình xin chia sẻ vấn đề này dưới góc nhìn của một người mẹ. Có nhiều mẹ chia sẻ là việc mặc bỉm cho bé thì sẽ khiến bé bị hầm bí khó chịu. Nhưng thực ra theo quan điểm của mình đây không phải là một nhận định đúng đắn, bởi vì như mình được biết thì có rất nhiều bé là bé sẽ không chịu đi vệ sinh nếu như bé không được mặc bỉm, bởi vì con đã được mặc bỉm từ nhỏ rồi nên là con thành thói quen. Và khi nếu mà mình bỏ bỉm ra thì lúc này có khi con lại cảm thấy không thoải mái. Do đó thì chúng ta hãy quan sát bé nhà mình để biết xem là con thích mặc bỉm hay là con không thích mặc bỉm, để từ đó mà mình có cái phương án phù hợp. Thế thì chỉ có hai yếu tố nữa để chúng ta xem xét, đấy là mẹ muốn tiết kiệm bỉm hay là muốn tiết kiệm thời gian. Như cá nhân mình thì mình lựa chọn là vẫn mặc bỉm cho bé cho đến khi con có dấu hiệu sẵn sàng muốn bỏ bỉm, tức là khi bé khoảng hơn 2 tuổi.